tiên có mặt tại Việt Nam. Linh kiện DC xin chào tất cả anh em. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại nhau rồi. Và trong video ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu tới các bạn một sản phẩm mà cái hãng này trước đây tôi đã từng nhắc đến rồi. Cũng là một hãng Flycam vô cùng nổi tiếng với những cái sản phẩm có camera chất này, rồi tính năng bay rất là đỉnh cao, đó chính là hãng Autel. Khác với con Autel Evo trước đây thì hiện tại cái hãng này nó đã cho ra mắt một con nữa, chính là Autel Evo 2 với khả năng quay video lên đến tận 8K, và ở cái chế độ cảm biến 1 inch nó có thể quay đến 6K cho một cái khung hình cực kỳ là khủng khiếp luôn. Đó, và cái sản phẩm Autel Evo 2 này, nó có những gì kinh khủng và nó sẽ là một trong những cái hãng Flycam đi đầu tiên phong về cái chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua video dưới đây anh em nhé. Nếu như các bạn còn nhớ, trước đây tôi đã từng giới thiệu tới các bạn sản phẩm Autel Evo với những tính năng vô cùng khủng khiếp. Và mới đây, với sản phẩm Autel Evo 2 sắp ra mắt, nhiều khả năng người dùng sẽ thấy được sự khủng khiếp thực sự trên thiết bị này. Vẫn là thiết bị có thể gấp gọn, phù hợp để mang đi xa. Thế nhưng với các thông số như quay video 8K, 6K với cảm biến 1 inch hoặc gimbal cảm biến kép với camera hồng ngoại, nó vẫn đủ để thuyết phục bất kỳ người dùng nào. Đặc biệt, thời gian bay của Autel Evo 2 lên tới 35 phút cũng là sự nâng cấp thực sự đáng kể. Một số thông số hình ảnh Autel Evo 2 với các module: 586 gimbal, cung cấp máy quay video 8K, chụp ảnh lên tới 48 megapixel và quay video 8K ở tốc độ 25 khung hình trên giây, 6K ở tốc độ 30 khung hình trên giây, hoặc 4K ở tốc độ 30 hoặc 60 khung hình trên giây với tốc độ bit lên tới 12 Mbps. 383 gimbal, có camera Ultra HD với cảm biến 1 inch cho video 6K và ảnh tĩnh lên đến 20 megapixel, nó sẽ quay video lên tới 5,5K ở tốc độ 60 khung hình trên giây hoặc video 4K ở tốc độ 120 khung hình trên giây, và có khẩu độ ống kính có thể điều chỉnh từ f2.8 đến f11. Gimbal cảm biến kép, cung cấp một camera hồng ngoại chụp ảnh hồng ngoại 640x512 hoặc 320x256 và quay video ở 720p ở 30 khung hình trên giây. Chế độ hình ảnh kép, nó cũng có thể sử dụng cùng một máy quay video 8K như mô tả ở trên. Các bạn có thể thấy là con Autel Evo này nó có những cái module gimbal khác nhau được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Và đương nhiên rồi, để có chất lượng quay hình ảnh cao nhất thì chúng ta sử dụng là 586 gimbal, và với những cái mục đích sử dụng khác hơn thì chúng ta có thể sử dụng là 383 gimbal hoặc là cái gimbal cảm biến kép quay hồng ngoại để có thể kiểm soát được những cái khung hình ban đêm. Thì cái dòng này tôi đánh giá là nó thiên hướng khá nhiều về cái việc tập trung vào camera để giúp cho người dùng có thể sử dụng camera với nhiều mục đích khác nhau hơn, kiểu single shot, kiểu burst shotting, kiểu auto exposure brightness AEB, chụp ảnh kiểu time lapse, kiểu HDR high dynamic range imaging, đây là kiểu chụp ảnh giúp cho chất lượng hình ảnh cực kỳ tốt, hoặc chế độ chụp 9 bits, high signal to noise ratio. Cái chế độ chụp ảnh này sẽ giúp cho hình ảnh ít bị nhiễu và ít bị noise hơn ngay cả chụp ở với điều kiện thiếu sáng. Ảnh có thể được lưu dưới dạng DNG hoặc JPG và cảnh quay video có thể được ghi ở định dạng MOV hoặc MP4 trên Autel Evo 2. Một số thông số kỹ thuật bay chi tiết của Autel Evo 2. Thời gian bay trên Autel Evo 2 mới là 35 phút. Tốc độ tối đa 44 dặm trên giờ, khoảng cách hoạt động 16 dặm. Hệ thống tránh chướng ngại vật 360 độ, đồng nghĩa với việc nó được trang bị hệ thống cảm biến thị giác đa hướng để có thể xác định được vật cản ở xung quanh thân máy. Bộ điều khiển từ xa với màn hình OLED tích hợp, ứng dụng Autel AX Browser, thời gian sạc 90 phút, chế độ máy bay GPS và altitude, chế độ Return to Home tự động quay trở về nhà, tính năng hạ cánh vô cùng chính xác, hệ thống định vị Start Point, theo dõi thông minh, điều khiển theo cử chỉ, và trọng lượng cất cánh của nó ở khoảng 1000 gram hoặc 2LB3 OZ. Autel Evo 2 sẽ hỗ trợ thẻ nhớ micro SD lên tới 128GB, và nhà sản xuất máy bay không người lái này khuyến bạn nên sử dụng thẻ Class 10 hoặc UHS-1
chẳng hạn như SanDisk Xtremer 32GB hoặc 64GB A2 V30 U3 Class 10 SanDisk Xtremer Pro để giúp cho hình ảnh có thể lưu giữ một cách tốt nhất. Như vậy là anh em chúng ta vừa mới cùng nhau view qua cái sản phẩm Autel Evo 2 này với những cái tính năng và cái khả năng bay vô cùng là khủng khiếp rồi. Và nếu như mọi người có đóng góp gì hay là có thông tin về những chiếc flycam mới nào, hãy nhớ comment xuống bên dưới video này và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Và nhớ đừng quên là sau khi nhấn đăng ký hãy nhấn một cái chuông để nhận những video clip mới nhất nhé anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Yeah.